Cái ghế này mình ngồi mới hợp chứ. Linh nhau. Cái gì? Nó nào gọi linh nhau? Bẩm quan ạ. Dạ dạ bẩm quan. Chỗ ông ngồi đây à? Dạ không, không ạ. Dạ bẩm quan à, con đang ngồi con xem cái tranh chữ đấy ạ. Dạ dạ. Xem tranh thì cần gì phải ngồi vào đây. Con ngồi tí cho nó thơm lây. Ông này. Dạ. Ông ngắm thử xem cái bức tranh chữ này ông thấy nó thế nào? Dạ bẩm quan ạ. Cái bức tranh chữ này nó rất đẹp ạ. Nhưng con thấy băn khoăn mỗi là cái chữ tâm nó là con thấy nó chưa ổn ạ. Thế có nghĩa là thế nào? Dạ thế quan nhìn cái chữ tâm này nó có giống con rồng không ạ? Giống? Giống? Giống rồng phải không? Sao quan lại cười ạ? Rồng rồng thì sướng quá, còn gì nữa, rồng vàng này. Dạ bẩm quan ạ. Thế làm gì có con rồng? Chẳng qua con rồng là các cụ ngày xưa cứ cách điệu để biến từ con rắn mà ra con rồng thôi ạ. Chứ làm gì nó có thật. Mà con rắn ấy thực chất chỉ là con xà. Đúng không ạ? Như cái chuyện mãng xà trong Thạch Sanh đánh Trần Tinh đấy. Thì thoạt đầu nhìn thì xà với rồng thì người ta đều nghĩ nó là cái con rồng vàng này. Quan vẫn cười. Thực chất ra là quan vẫn chưa hiểu cái thâm sâu và xóc xỉa ở trong cái bức tranh chữ này. Sao lại xóc xỉa là thế nào? Thì bẩm quan, quan thấy cái con xà tức là con rắn đúng không? Bây giờ lại xà nó lồng một chữ tâm, tức là tâm xà, đúng không ạ? Các cụ có câu rồi, tâm xà khẩu Phật, có nghĩa là miệng thì nam mô nhưng bụng thì một bồ dao găm. Đấy, nó ám chỉ nó xóc xỉa cái chỗ đây đấy. Mà con nghĩ quan của mình làm gì đến cái mức tồi tệ như thế ạ? Đúng không ạ? Đúng rồi. Và... lão thật. Giao cả nó rồi. Mày đâu? Lôi cổ giao cả lên đây cho tao. Ném ngay cái bức tranh này đi cho khuất mắt. Và cấm giao cả nha, từ nay trở đi không được dạy một trẻ con trong làng nữa. Giải tán, dẹp hết. Có chưa? Được. Nha. Láo. Quá chuẩn. Tòi. Dạ. Đấy. Dạ. Cứ để đấy vợ mắng quét. Và con ra xem làng chẳng gì. Vâng, con đi luôn này ạ. Cái gì? Thầy ơi! Con biết kiểng gì rồi ạ? Kiểng gì con? Dạ, kiểng sắt ạ. Chán chuyện. Tôi bảo anh ra xem làng kiểng gì, anh lại nói kiểng sắt. Đúng à. Thôi thằng ớt, cười. Dạ. Này, ớt. Con đang làm cái gì đấy? Dạ, con đang làm theo lời thầy mà. Con cắm cái que này vào để mà đổ nước sao cho nó ngập nửa củ khoai theo ý thầy, còn gì nữa ạ? Ôi, thầy bảo luộc một nửa khoai là luộc một nửa chỗ nhà mình có, chứ không phải luộc một nửa củ, nghe rõ chưa? Ấn là cái đồ đất. Vậy ý thầy ạ? Không biết rằng ngày xưa, kiếp trước, tôi ăn ở cái tu nó lỗi ở cái chỗ nào mà bây giờ kiếp này tôi được hai cái nhọc trò này. Thôi anh để đấy. Anh ra xem làng kẻng gì. Còn tỏi ở nhà lục khoai cho thầy. Dạ vâng ạ. Dạ con đi đây ạ. Ê hả? Đồ đầu đất. Còn hơn cái loại ra ngoài xem kẻng ngỏ kẻng sắt. Đi luộc khoai một nửa. Mày mới là thằng đầu đất ý. Mày. Thôi đi đi. Luộc cả khoai đi con. Vâng ạ. Thầy ơi,
sao lúc nãy thầy không bảo con ra ngoài kia xem có việc gì luôn đi? Thầy bảo ra xem kiểu gì, thầy cứ nói ý con. Ừ, thì trò phải tinh ý lên chứ. Thế bây giờ thế này nhá, anh vào anh luộc cả khoai đi cho tôi, chứ đừng luộc một nửa như vừa rồi cái thằng ớt nó luộc ấy. Rõ chưa? Rõ rồi ạ. Rõ thì đi làm đi. Thầy cứ nói như thế có phải dễ hiểu không? Con đi đây. Ý tôi là cô em có nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng kẻng không? Kẻng đấy là kẻng gì? Kẻng làng, kẻng nước, chứ tiếng kẻng gì? Ôi khổ tôi chưa. Tôi cứ nghĩ rằng ở cái làng này chỉ có cái thằng Tỏi, nó là cái thằng ngu nhất cái làng này. Ai... À không, ý tôi ai chẳng biết đấy là kẻng làng, kẻng nước. Thế nhưng mà kẻng làng, kẻng nước là làng nước đang có việc gì, hiểu chưa? Chịu, mà hình như là tiếng kẻng lễ của thầy Sánh. Nhà ông Tránh có lễ à? Hay à? À, chắc là lại rỗ đây mà. Cái nhà ông Tránh của ăn của để thì chất chồng chất đống ấy. Giàu có nhiều tiền nhiều của như thế, cuối cùng người nhà cứ bỏ đi biệt xứ sớm thế chứ lại. Chết gì mà chết nhiều thế nhỉ? Phủi phui cái mồm anh, tôi lại nói thầy Tránh tống anh vào tù bây giờ. Người ta chỉ nói cho vui mồm thế thôi, chứ ai chẳng biết là cô không nỡ lòng nào làm thế đâu nhỉ. Này, đúng rồi à, có cần đây mua mộ không? Thế còn phải hỏi, mà nhìn anh to khỏe thế, anh cũng mua mộ tôi đi. Tránh, để tôi mua cơ. Cố lên đi mà. Tôi quên mất là thầy tôi ở nhà đang đợi. Thôi, tôi về đây, chào cô. Thầy ơi, cái gì đây? Con hỏi kỹ lắm rồi. Dạ, con không ngu như cái thằng Tỏi đâu. Nhà cụ Tránh đang làm lễ. Ôi giời, có nhà cụ Tránh đang làm lễ mà anh cũng hốt hoảng lên. Ok, cái thằng Tỏi. Tỏi, trò đang làm cái gì đấy hả? Thầy bảo mà. Thầy bảo làm sao? Thầy bảo luộc hết khoai đi, thằng này vào trong gầm giường lấy một thúng nữa ra đây. Rồi ôi, thầy bảo luộc cả củ, chứ không luộc nửa củ như cái thằng ớt này rõ chửa. Cái loại mày đúng là cái loại đầu đất. Mày đầu đất đi, cái loại gì mà ra thầy bảo đi xem kẻng làng có việc gì thì lại bảo là kẻng bằng sắt. Ê, thế thằng nào luộc nửa củ khoai? Tao ngu. Tôi mới là thằng ngu. Vâng. Dạ vâng. Các cụ ngày xưa nói cấm có sai, chứ ta bảo là làm cho thằng khôn còn hơn làm thầy hai cái thằng này. Vâng, đúng rồi ạ. Mày là cái thằng đầu đất. Mày mới là cái thằng đầu đất nhá. Chứ thằng nào luộc nửa củ khoai? Thế thằng nào chạy ra ngoài kia bảo là cảnh sát? Nói tóm lại là nửa củ khoai chỉ vẫn là ngu hơn. Thầy, tôi vừa vào trong nhà rồi. Ôi, cái thằng ngu này bảo xem có việc gì nhanh lên. Ôi giời ơi. Cho mày lui. Dạ. Thầy giáo cả đấy à? Dạ, bẩm quan, có giáo cả.
Tới cả. Thế này là thế nào? Dạ bẩm quan, ý con không phải là như thế ạ. Ý con là không phải thế. Dạ. Vậy thì ý con là thế nào? Dạ, đây là chữ phúc. Nếu cứ dịch theo lý ý trưởng thì chữ phúc này nó sẽ là... Dạ bẩm quan, bản thân không dám nói ạ. Ta cho phép. Dạ, được phép quan thì con mới nói ạ. Chữ phúc mà dịch theo ý thầy Lý ạ, thì đây nó là đôi trai gái tằng tịu. Hả? Dạ, nếu mà dịch sâu lên tí nữa thì nó như là gian phu và dâm phụ ấy ạ. Dạ bẩm quan. Sao thầy cứ như cái xác không hồn đấy? Con hỏi mà thầy không trả lời gì cả. Thế tóm lại là ở trong phủ quan có chuyện gì hả thầy? Thầy! Thầy! À, cái thằng ngu này, mày có im mồm nó không ạ? À? Trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này mà mày cứ hỏi thầy liên tục như thế thì thầy còn tâm trí nào mà trả lời hả? Thế tao không hỏi thầy thì tao hỏi ai? Cái thằng ngu này nữa. Ở đây nhá, ngoài thầy ra còn có một người nữa cực kỳ thông minh thì mày không hỏi. Tao! Tao! Thôi thôi, hỏi mày tao hỏi cái đầu mối nào sao? Mày có biết ấy, trong lúc mày đi ngủ lè lưỡi để há mồm rồi thò lò mũi ra, một người ham học hỏi đã lẻn vào trong phủ để xem thầy đối đáp với lại các quan á, hay cực kỳ luôn nhá. Nghe thì nghe thế thôi chứ biết cái gì mà hay cực kỳ ấy. Mày mới là cái thằng không biết gì ấy. Mày mới là cái thằng không biết gì ấy. Mày chỉ nghe thế thôi chứ mày biết. Ôi các trò, lúc nào cũng chành chọe nhau mãi thôi. Thầy thì đang lo xuất vó ở đây. Lúc ấy trong phủ quan thì thầy cũng cứ gân cổ lên mà đối lại như thế thôi, chứ biết làm thế nào. Dạ con cũng biết là lúc trong phủ quan ấy, thầy cũng dùng hết cả vốn liếng chữ nghĩa rồi còn gì nữa. Vâng đúng rồi đấy, theo con thầy là người giỏi ứng biến nhất cái huyện này, sợ gì thầy nhỉ? Dì mày im mồm đi, mày biết cái gì, mày không biết cái gì. Chành chọe. Thầy ơi, lần sau ấy thầy muốn nói gì thì thầy nói rõ ra, hoặc thầy cho chữ thì thầy cũng phải chú thích ở bên cạnh, không có người ta lại luận sai. Bọn con luận sai thì không sao, thế nhưng mà để quan huyện luận sai, thầy trò mình to tội đấy thầy ạ. Thầy biết đây không phải là quan huyện luận sai, mà đằng sau quan huyện sẽ có một kẻ xỏ xiên luận sai chữ của thầy để hãm hại thầy trò mình. Được, thầy sẽ có cách. Thế hả thầy? Thế này thì chết. Chết 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 cái đầu mày. Thầy thông minh như thế sợ gì? Thầy. Dạ, con chào quan ạ. Dạ, bẩm quan ạ, con có chút lễ mọn dâng lên quan ạ. Đúng rồi, lý trưởng này rất ngảy vẽ đi. Vào đây. Dạ, nhưng mà con muốn là quan mở ra con xem mà. Xem phải xét cái gì? Lý trưởng thì lúc nào mà chả. Nhưng mà quan, cái gì quan cũng biết ạ. Nhưng mà đợt này nó chất lượng hơn ạ. Chất lượng gì cũng cứ để vào đấy. À, đẹp vâng ạ. Dạ. Dạ, bẩm quan ạ. Cái chuyện là cái thằng giáo gàn nó đến đâu rồi ạ? Quan đã cho nó một trận như tử về cái tội dám xúc xiểm quan chưa? Ông không nói thì thôi. Nói tôi là điểm chết cả lên đây này. Dạ. Cái thằng này, được rồi, cứ để đấy. Dạ. Tôi sẽ có cách. Dạ. Thì nó. À, nhưng mà này, thế lý trưởng nhìn cái bức tranh này nó thế nào? Dạ. Nhưng mà quan thì như quan cầm ngược hay sao ạ? Xác định ngược. Đúng rồi. Ông ký ở dưới này đấy. À đúng gì? Rồi. Phán thử xem nào. Cái gì con tặng ngài thì nó chỉ là chuẩn thôi ạ. Ra bẩm ngài ạ. Cái chữ phúc này nó cao vời vợi, nó cao vút. Có nghĩa là quan ngài là một người thanh liêm chính trực. Đấy, và phúc đức đầy nhà. Phải nói là lý trưởng nói rất chuẩn. Dạ. Phải nói là khít khìm khịt ý thôi. Dạ. Tôi treo cái chữ phúc này. Dạ. Để cho bản dân thiên hạ cả cái huyện này. Dạ. Biết được tôi là người sống mà nó có tài cao đức trọng. Đúng rồi ạ. Có phúc có đức.
chứ không xỏ xiên như cái thằng giáo cả nhá. Dạ con không phải là thằng giáo cả. Con là lý trưởng ạ. Dạ ngày chỉ cho chú khác ạ. Con thấy chạy lòng quá. Dạ vâng ạ. Thế nó còn xúc xiểm gì ngài nữa không ạ? Nó nói y như ông nói. Nó bảo cái chư Phúc này không khác gì là một đôi nam nữ gọi là tằng tịu với nhau, dai trên một người gái dưới. Thằng này lao, thằng mất dạy. Thế là không được nhá. Ôi trời, cái gì đấy quan? Thằng nào? Dạ bẩm quan, ý là con bảo thằng giáo gan là thằng này không được. Cái chữ Phúc này mà nó lại dám bảo như thế, có nghĩa là quan là một cái người là gian phu, dâm phụ, dê cụ. Ôi trời ơi, hóa ra ngài treo cái này là không được, đúng không? Ừ. Đấy, nó lại bảo là quan là gì? Nó như là cái con mãng xà chui vào trong tâm, đúng không? Đấy. Mãng xà mà trong tâm thì có nghĩa là nó như con rắn. Đúng. Riêng con rắn này nha, phải đánh cho nó dập đầu. Dạ. Rắn là phải đánh dập đầu, đánh cho nó nát đầu, không thể ngóc lên được nữa. Dạ, bẩm ngài ạ. Đúng là cái thằng giáo gan này, nó có mắt mà nó không nhìn thấy núi Táo Sơn. Ngài là một cái người quyền cao chức trọng, danh gia vọng tộc như thế này mà nó dám xúc xiểm như thế. Đấy. Con nghĩ thế này, nếu mà còn để cái thằng này nó hành nghề ấy, thì là nó hỏng cả một cái thế hệ, đúng không quan? Đúng. Sau này sẽ ra toàn một cái lũ gọi là vô đạo đức, rồi là xảo quyệt hâm nho. Đấy. Cho nên quan cứ cấm tiệt, cứ đuổi thẳng đuổi luôn. Chính xác. Dạ. Để cho cái thằng giáo cả này mà còn hành nghề nhà giáo ấy, nó sẽ làm hỏng cả một thế hệ trẻ của cái huyện này. Chính vì thấy bây giờ nhá. Dạ. Tôi giao cho ông. Dạ. Nhá. Ông biến thẳng nhà nó nhá. Dạ. Ông ném thẳng vào mặt nó. Dạ. Một cái lệnh. Dạ. Ngừng hoạt động, có chưa? Dạ, ngừng dạy học ạ. Dạ. Đúng. Vâng ạ. Dạ. Thế thì con đi ngay đi ạ. Cầm đấy. Dạ. Luôn vào ngay. Vâng ạ. Thằng mất dạy. Dạ. Thầy cả ơi. Ông cả ơi, thầy đi đến. Thầy cả đấy à? Chả hiểu thầy cả ngày đêm đọc nhiều sách thánh hiền mà sao dại quá. Tự nhiên này xỏ xiên quan trên. Tôi là tôi thương cái tính của thầy là bộc trực thẳng thắn, như là tôi không ưa ở cái chỗ là thầy cứ coi thường cái kiêu căng người khác là ông Lý. Có cái gì ông cứ nói toẹt nó ra đi, đừng có vòng vo tam quốc giao trước đón sau mãi. Thích nói toẹt cái gì thì đây cũng nói toẹt luôn. Là hiện giờ ấy, quan trên đang rất giận dữ, ủy quyền cho tôi xuống đây nói với thầy là thầy có tuổi rồi nên nghỉ ngơi, dành cái quyền dạy cái đám trẻ trong làng học chữ cho người khác. Thầy nghe rõ chưa? Nhờ rồi tôi chữa điếc. Thầy Lý ạ. Ừ. Còn việc gì nữa không? Không thì mời thầy lại nhà. Thầy không phải đùa ấy. Tự dưng người đi chọc vào cái tổ ong vỏ vẽ. Tôi là tôi thương thầy lắm, nhưng bây giờ hết cách rồi. Khuyên thầy là nên nghỉ ngơi, rồi ở nhà chăn con gà, con vịt, vui thú điển viên. Vâng, xin đội ơn cái tình thương bao la của ông Lý. Mà ông cũng vậy thôi, cũng gối mỏi chân trồn rồi. Mà này, từ hồi đi theo hầu các quan trên cái lưng nó cứ cúi gập hết cả lại, phải chống gậy đấy, không ngẩng mặt lên được. Bất lực rồi. Này, đừng có xỏ xiên nhá. Mày nói ai bất lực ấy, có cả nhà mày bất lực ấy nhá. Thôi ông Lý ạ, gia cảnh nhà tôi mẹ già thì ốm đau, học trò thì còn nhỏ dại, không có người đun nước, mời ông lại nhà cho. Chúng mày nhớ mặt ông đi nhá, thằng thầy giáo gan.
cái thằng này có cái giá viết đàng hoàng tử tế, thế thì không ngồi xuống mà viết, thế cứ chỏng bông lên như thế à? Thôi ước. Mày đẹp lắm, mày nhìn thế này. Người ta ngồi viết chữ, người ta ngồi đàng hoàng như thế này mà viết thì không ngồi. À, đấy, ngồi đàng hoàng như thế thì sao? Này, nhìn này. Đấy, thấy chưa? Hả? Mày viết đi. Cái thằng này, mày ăn gì mà ăn lắm thế à? Mày đã ngu rồi, mày ăn nhiều ấy, xôi nó nhèm vào đầu mày ấy, hiểu chưa? Thôi, mày cho tao thêm một miếng đi. Tại vì u tao có nấu xôi cho tao ăn đâu. Mày cho tao hôm nay rồi, mai tao mang gấp đôi tao lại cho mày. Mày nói thật thì không đấy? Thề, đứa nào nói điều đứa ấy làm con mày. Thật nhá. Ừ. Đây, ông cầm ông ăn cả đi. Từ bây giờ ấy, tao gọi mày là cái thằng đầu xôi. Mày ăn nhiều xôi vào, cho nó lấy hết não của mày đi nhá. Này, công nhận u mày nấu xôi ngon thật đấy. Vừa thơm vừa dẻo. Trước thì tao được làm con của bu mày, chứ bu tao nấu xôi khô lắm. Mày ấy, đúng là cái loại ngu như lợn, ngu nhất cái làng này, ăn bao nhiêu rồi cũng không khôn lên được. Ngu ấy là ngu ấy. Mày bảo ai ngu? Tao bảo mày ấy. Mày bảo tao ngu, mày còn dám chơi đố với tao không? Tao lại sợ mày thế à? Ừ. À, bây giờ chơi luôn. Ừ. Cái thằng nào đố trước? Thằng nào ngu hơn thì đố trước. À, được rồi, tao ngu hơn, tao đố trước. Ừ. À, à. Tao đố trước, được chưa? Ừ. Ừ, nói đi. Được rồi, chuẩn bị này. Tao đố mày nhá. Cái gì càng đắt thì lại càng nhỏ. Mày giải được rồi à? Ôi trời ơi, càng đắt càng nhỏ, đắt thì chỉ có thể là cái chăn thôi. Cái chăn á? Ừ. Ờ, mà cái chăn thì làm sao mà càng đắt càng nhỏ được nhỉ? Ờ, à, đấy, giải đi. Chịu chưa? Chịu. Có thế mà cũng không biết. Mày đúng là thằng ngu, để tao giải cho ấy. Đấy là cái bờ ao làng, hiểu chưa? Người ta đắp bờ vào trong ấy, cái ao đang to như thế này, càng đắp thì nó càng bé lại. Đúng chưa? Ờ nhỉ. Thế bây giờ tao đố mày nhá. Ôi, mày đố thoải mái đi, cái gì tao chả giải được. Chắc chưa? Chắc rồi. Nghe đây. Ờ. À. Tao đố mày. Cây gì càng trồng càng lùn? Càng trồng càng lùn. Ờ. À. Cây nến đúng không? Hả? À. Này nhá, người ta trồng cây nến xuống, sau đó người ta đốt lửa bên trên. Nó cháy bao nhiêu thì nó ngắn lại bấy nhiêu. Mà ngắn thì đương nhiên là lùn, đúng chưa? Hả? Sao mày khôn thế? Sao cũng khó như thế mà mày trả lời được? Tao mà lại, tao kể cho mày nghe nhá. Mày ngồi xuống đây, mày ngồi xuống đây. Mày ngồi xuống để tao kể cho mày nghe. Ngày xưa ấy, tao sinh ra trong một ngày nhá, mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng, nhưng mà trăng thanh gió mát. Đấy. Bố tao vừa mới nhìn thấy tao lọt lòng, bố tao đã hét lên: "Ôi giời ơi, thằng này đích thị là một người tài trong thiên hạ, một người có trí tuệ hơn người, hiểu chưa?" Thế nhưng mà tên tao là Ớt ấy, là bởi vì chẳng hiểu cái lúc mà mẹ tao mang thai, mẹ tao nghén cái gì không nghén, lại đi nghén ớt. Thế là mẹ tao đặt tên tao là Ớt đấy. Ăn ớt. Ớt thì sao? Mày thì khác gì, tên mày là tỏi. Mà này, tại sao tên mày lại tên là tỏi? Mày cứ ngồi đấy, tao lại kể cho mày nghe nhá. Ờ. Cầm ạ, đừng ăn. Tao thì khác mày, tao sinh ra trong một ngày trời nắng chang chang, âm u, hiu hiu lạnh. Tao vừa mới ra đời nhá, bố đọc bế tao lên, hét lên: "Trời ơi, đây đúng là..." Người tài trong thiên hạ chứ gì? Không phải, đây đúng là một bậc đại ngu trong thiên hạ. Còn tại sao tao tên là tỏi? À, thì bởi vì là hồi mẹ tao nghén tao, mẹ tao chẳng nghén gì khác ngoài tỏi, thế là từ đấy tao tên là tỏi. Này, tao công nhận đấy, bố mày ấy, đúng là có một con mắt tinh đời đấy. Mày đúng là thằng ngu nhất trong thiên hạ, ngu thật đấy. Mày bảo tao ngu tao không chơi mày nữa nha. Thôi. Được rồi, tao không chơi mày nữa được chưa? Đây, vừa ăn rồi vừa đi làm cái việc thầy giao đi. Đi. Thôi, ngu thì nấu ngon thật đấy. Còn lại u, còn đi ạ. Thank you.
chào thầy ạ. Phải ớt. Dạ. May quá các con vừa tới. Thầy bảo này. Dạ. Giờ các con có muốn học nữa không? Có. Dạ có chứ ạ. Về đi tìm thầy khác dạy nhá. Từ giày trở đi là thầy không dạy được các con nữa. Tại sao như thế ạ? Thầy không thương bọn con nữa à? Dạ, con lạy thầy. Dạ, thầy ơi, con biết là bọn con vẫn còn hư, chữ viết vẫn còn chưa đẹp. Dạ, bọn con vẫn còn ham chơi. Nhưng con xin thầy, thầy đừng bỏ rơi bọn con. Thầy cho bọn con theo học thầy nhá. Dạ, ớt, thầy thương ớt. Thầy thương tỏi. Thầy thương cả tỏi cả ớt như nhau. Nhưng cái việc không dạy các con được nữa không phải lỗi ở thầy, mà thầy bị ép buộc các con ạ. Ai ép thầy ạ? Thì ở trên. Đâu? Chả có ai. Cái thằng ngu kia. Ở trên, tức là quan bên trên ý. Dạ, nhưng mà ai hả thầy? Đấy là do ông Lý và quan trên các con ạ. Thế nhưng mà thầy phải đắc tội gì với ông Lý chứ? Dạ. Đắc tội. Đắc tội à? Thầy đắc tội gì ạ? Thầy đã phạm vào một cái tội to nhất, là tặng cho quan trên chữ tâm. Dịch không hết nghĩa, nghĩ thầy sỏ xiên, mà cấm thầy không được mở trường, mở lớp dạy các con nữa. Thôi, hai đứa về đi tìm thầy khác dạy. Thầy ơi, tại sao lại có thể vô lý như thế được ạ? Dạ, cả làng cả tổng này đều biết thầy là người ăn ở đức độ, có bao giờ làm hại ai đâu. Tại sao người ta lại có thể vu oan cho mình như thế được ạ? Miệng nhà quan có gang có thép con ạ. Mình là con sâu cái kiến, biết kêu ai. Về. Thầy. Mà này, những chữ thầy đã dạy cho các con, nhớ giữ chặt ở trong lòng, hàng ngày mang ra mà ngẫm, mà nghĩ, mà thấu hiểu những cái chữ thánh hiền được không các con? Về đi. Thầy ơi. Nhưng mà bọn con muốn thầy dạy cơ. Bây giờ thầy bỏ bọn con bơ vơ à? Vâng ạ. Thôi kìa tỏ ớt. Các con có còn là trò của thầy không? Dạ con ạ. Con nghe lời thầy không? Dạ có. Về. Thầy. Thầy ơi. Thầy. Này. Ra đây tao bảo. Ra đây. Tao biết chắc chắn ý, chuyện này là do lão Lý trưởng lão nghĩ ra. Chắc là lão vẫn còn cay cú cái vụ mà tháng trước ấy. Thầy bênh vực chị lại, rồi làm cho lão êm mặt trước cả làng cả tổng vì cái thói ăn bẩn ấy. Mày nhớ không? Nhớ. Bây giờ ấy, tao quyết định là đi gặp lão Lý trưởng tính sổ với lão ấy. Mày có đi không? Đi, đi. Lão Lý trưởng biết về tao. Lão Lý đợi đấy. Lão Lý đợi đấy. Kìa. Trời ơi, đứng lại. Trời ơi, hai cái thằng cục xúc vô mưu. Chúng mày làm thế này chúng mày giết thầy. Này nhá, sang nhà lão Lý trưởng. Lão cậy lão là Lý trưởng. Lão là con giời à? Tao cũng chơi to lắm rồi. Mày học. Ui. Hả? Ê, mày có nhìn thấy con bé kia không? Con nào? Con bên phải hay con bên trái? Cái con mà mặt tròn như cái mâm ấy. Mặt đấy là cái đĩa. Đại loại là nó tròn tròn, nó trắng như cái bánh trôi ấy. Nó có phải là con hầu nhà ông Lý trưởng không? Thì con hầu nhà Lý trưởng đấy có gì nữa. Thôi tao đi đây. Ơi, này. Hả? Cái thằng ngu này đó, mày đi sang đây làm gì bọn? Tao trong tâm trí sổ. Từ từ, tao nghĩ ra trò này hay lắm. Được. Mày có tham gia không? Được. Bỏ quần anh ra không rắn nó cắn nó sưng hết bây giờ. Không cắn rồi đấy. Này, nó đang đổ. Đi, đi. Này, đừng có nghĩ rằng là lúc nào cũng lên giọng giống cái ông Lý trưởng hống hách ấy nhá. Còn lâu thằng này mới sợ ấy. Không bao giờ sợ nhá. Còn lâu mới sợ. Không sợ thì tôi nhận ra các anh rồi. Hả? Các anh có phải là học trò của thầy cả đúng không? Đúng. Thì sao? Này, sao con này nó thông minh thế nhỉ? Cả cái làng này có ai ngu như mày đâu. Nói cho hai anh biết nhá, tôi không chỉ thông minh không đâu, mà tôi còn hóng hớt đấy. Hóng hớt thì sao? Thù này nhất định tôi phải báo. Ủa, như nào? Bỏ qua đi, các anh chỉ trêu đùa thôi mà. Trêu là trêu như nào? Tôi truyền đời báo kiếp cho hai anh biết nhá. Sớm muộn gì ông Lý cũng đuổi cổ ba thầy chó các anh ra khỏi cái làng này thôi. Anh tốt nhất ý là về nói lại cho thầy anh đi.
Này! 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 Mày thấy mày ngu chưa? Thế lại đánh cỏ động rắn chưa? Đánh rắn động cỏ cái thằng ngu này nữa. Chứ đánh cái gì động cái gì cũng được, nhưng mà về báo thầy đi. Thôi đi nhanh lên.